Discovery. Cái tên này nó có vẻ nó có một chút gần gũi, điểm chung với cái nội dung clip ngày hôm nay Thái Lớn làm cho các bạn. Đó là Thái Lớn mời các bạn cùng với Thái Lớn lần đầu tiên cùng với Thái Lớn khám phá một chiếc xe không phải là Toyota mà lại xe cũ nữa chứ. Đó là chiếc Mazda 3 2018. Thế Thái Lớn muốn gửi đến các bạn cái thông điệp gì trong nội dung clip này? Mời các bạn cùng theo Thái Lớn. Chào các bạn. Mình đã nói với các bạn nhiều lần rồi, đó là mình không những hu xe cũ của Toyota mà hu xe cũ tất cả các hãng luôn. Mà chắc các bạn không tin hay sao đó, không thấy ai bán xe cũ mà hãng khác hết. Hôm nay Thái Lớn làm clip này để cho các bạn thấy rằng Thái Lớn cũng thu được xe cũ của hãng khác, và bằng chứng là nó đang nằm ở đây và đang có giá để rao bán. Bán không phải là cái chính nha các bạn. Và nhân tiện thì Thái Lớn chia sẻ bạn luôn, đây là chiếc Mazda 3 2018 1.5 AT số tự động 6 cấp biển thành phố. Anh em thành phố chỉ cần ký ủy quyền là có thể chạy được rồi, tiết kiệm thuế trước bạ được 2%. Số cây số đi được nó là khoảng 42.000 cây, 42.412 km. Giá của nó đang được niêm yết bởi công ty Thái Lớn là 568 triệu. Và chiếc xe này thì chắc chắn là cam kết với các bạn là không cấn đụng, không ngập nước, không tua cây số rồi. Và xe chủ cũ chạy rất kỹ, còn chất rất là ngon. Nếu mà theo đánh giá chung chung về mặt kỹ thuật của Thái Lớn sau khi coi mình thùng động cơ rồi nội thất các thứ á, xe này nó còn khoảng 80%. 42.000 cây đi rất là kỹ nha các bạn. Đại diện các bạn xem nhanh coi nha, và quay vài cái góc cho các bạn xem. Qua cái kinh nghiệm, qua con mắt bình thường của các bạn, bạn có thể đánh giá được cái lời nói của Thái Lớn có đúng hay không, đúng là xe này còn chất hay không. Và cái điểm mà thường cái người mọi người quan tâm và lo lắng nhất đó là khoang động cơ. Động cơ có rã máy hay không, động cơ có đúng cây số hay không, thấy không? Thì mời các bạn cùng xem với Thái Lớn nha. Giờ ngồi vô xe này mới biết tại sao năm 2018 anh Tiết mình bán không lại xe này. Thời đó xe này khoảng 600 mấy, xong xuôi với tờ khoảng 700 hơn. Mà có cửa sổ trời nè, có phanh tay điện tử nè, có đèn auto nè, có cruise control nè, hộp số tự động 6 cấp. Và thiết kế nhìn thấy cũng được đó các bạn, thấy không? Cái nào mình mặc dù không đối thủ xe đối thủ thiệt, nhưng mà cái nào hay mà nó hay, thấy không? Mạ rơm hồi đó là chơi đó, mạ rơm CM cũng sang ha. Mấy núm điều khiển này mặc dù mới lạnh không phải tự động nhưng mà cũng làm mạ rơm là cũng sang. Nói chung cũng được. Quay trở lại, nếu bây giờ bạn chọn cái xe này thì Thái Lớn coi giùm bạn, Thái Lớn thấy là bộ ghế da rồi các thứ, cái chất chạy, cái độ sờn của ghế, cái độ mòn của pedal, cần số. Với cái nội thất này Thái Lớn thấy đúng với chất xe, Thái Lớn cam kết được các bạn. Còn cái nội thất này nếu các bạn mua, Thái Lớn sẽ tư vấn các bạn phủ nhựa, phủ kem, đồ ghế, đồ thêm, nó sẽ nổi lên cái độ sáng của táp lô, cái độ sáng của cái da nè, của nhựa nè, của da nè, nó sẽ lên được thêm một miếng nữa, nó sẽ gần gũi với cái xe mới hơn. Và nếu các bạn cần thêm option gì, ví dụ gắn màn hình Android hay là một hai cái loa súp hay gì đó chút đỉnh, xe như có loa súp rồi nữa đó, thì cũng ngon. 568 triệu, thật sự nếu như bạn thấy ưng thì các bạn cứ tới xem đi, rồi chúng ta làm giá tư vấn thêm cho các bạn. Còn cam kết là cam kết xe này không cấn đụng, không tai nạn, không ngập nước, đúng cây số. Cản thì cũng sơn lại rồi, nói chung nước sơn thì xe này cũng có sơn lại, dậm giá lại rồi. Nhưng mà cái quan trọng nhất là, Thái Lớn quan trọng là cái chất lượng họ sơn nó đồng màu, sơn chất lượng tốt. Và cái mà mình quan trọng nhất đó là cái cốt của cái xe, tức là xe này có dập không, có cấn đụng hay không. Thì cái phần dập, cái cấn đụng là Thái Lớn nói cho các bạn yên tâm, không có vấn đề gì hết.
Nói thiệt luôn là Thái Lớn cũng chưa có điều kiện mà trải nghiệm cái xe này nhiều, thành ra là cũng chưa dám review. Không biết là trên kênh bạn anh em mình có ai đã từng sử dụng xe này không, cho vài cái review xuống giùm Thái Lớn. Lúc này cũng khó khăn quá chứ, nếu mà có ngân sách có tiền Thái Lớn mua đại cái xe này, chạy cỡ tháng hay bán lại lỗ 50 triệu cũng được, thấy không? Mà mình có được cái kinh nghiệm mình nói cho anh em nghe. Thôi các bạn chờ đi nha. Xong rồi đó các bạn, xe hình dáng ra làm sao, còn chất hay không, có cam kết gì hay không, giá, số cây số, Thái Lớn chia sẻ hết rồi. Còn chuyện mắc rẻ thì nó cũng tùy người, Thái Lớn không rành bên cái mảng Mazda này lắm. Hy vọng thời gian sắp tới nữa Thái Lớn rành, Thái Lớn bình luận cho các bạn. Nhưng các bạn yên tâm đi, một cái xe như vậy Toyota làm, đội nhóm Thái Lớn làm, cũng canh theo giá thị trường hết rồi. Thành ra là Thái Lớn nghĩ mắc hay rẻ cũng tùy vào cái người đó là có nhu cầu, có gu hay không thôi, có duyên hay không thôi, chứ cũng khó mà nói lắm. Cảm ơn các bạn đã xem clip và hẹn gặp lại các bạn. Nhân đây để Thái Lớn nhắc lại các bạn cũng thấy rồi đó, Thái Lớn vẫn thu xe cũ, các dòng xe, không chỉ Toyota. Còn trường hợp các bạn muốn mua xe mới thì Thái Lớn và đội nhóm của Thái Lớn vẫn còn tại Toyota thành Fukushima đây nè. Các dòng xe mới từ đây tới cuối năm bắt đầu có đủ màu, giao ngay. Một số dòng xe có chương trình khuyến mãi lớn như Vios lên tới 30, 35, 40 triệu. Chi tiết các bạn gọi nhé. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.